Hôm nay chúng ta học cái câu cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Cái câu này thầy thấy rất là hay. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Nói về cái sở thích của cha mẹ. Con biết không, cái sở thích của cha mẹ ảnh hưởng tới con cái rất nhiều. Rất nhiều. Khi mà cha mẹ mà có cái sở thích như vậy thì rất dễ là ảnh hưởng tới các con. Người xưa nói là như thế nào là nhà tôn quý. Nhà tôn quý không phải là nhà mà giàu sang, có nhiều tiền, nhiều bạc. Không phải. Sinh vào nhà tôn quý có nghĩa là chúng ta sinh vào trong một gia đình ông bà cha mẹ tích công bồi đức, chúng ta có được cái âm đức để chúng ta sống, nó trải qua một đời sống an vui hạnh, thường gặp người hiền, thường gặp bạn lành bạn tốt. Sở thích của cha mẹ là tránh định hướng cho các con để các con có được cái sở thích nó đúng đắn, biết cái gì là đúng, biết cái gì là sai, để hướng dẫn cho chúng ta có một cuộc đời tốt đẹp. Đây mới là gia đình tôn quý, sinh vào nhà tôn quý. Đấy, các con phải hiểu rõ như vậy. Cho nên các con phải tri ân cha mẹ của mình rất nhiều. Các con được học tập, không phải dễ dàng gì mà chúng ta được học tập như thế này. Sau này các con nhớ lại cái khoảng ấu thơ của mình được học tập, các con mới thấy cái giá trị này, gọi là không thể nghĩ bàn. Nó đã hình thành cho chúng ta một cái suy nghĩ, cái quan niệm sống vô cùng đúng đắn ngay từ khi còn nhỏ. Cái kết quả này là cái gì? Chính là sở thích đúng đắn của cha mẹ chúng ta định hướng cho các con. Đấy. Cho nên ấy, cha mẹ thích dốc lòng làm, chúng ta thực hành một người con hiếu thảo, biết nghe lời cha mẹ. Và thầy khẳng định với các con là sở thích của cha mẹ các con ở trong lớp này là đúng đắn, cho nên các con có mặt ở đây, biết cái gì là tốt, biết cái gì là xấu, dẫn dắt các con có cơ hội học tập. Cho nên là phải nỗ lực mà học tập, nỗ lực mà thực hành. Còn cha mẹ ghét cẩn thận bỏ, các con nghĩ xem, hàng ngày cha mẹ luôn luôn nhắc nhở chúng ta, gần như là ít, rất ít có ngày nào mà không nhắc nhở. Những lời nhắc nhở đó là giống như là chỉ đạo cho chúng ta không đi sai đường. Chúng ta đã có một hướng đi để học tập rồi. Học để làm người tốt, học để làm người con hiếu, học để làm người học trò ngoan, thì nó đã có một cái chuẩn mực rất rõ ràng, đó là phép tắc người con. Các con thử nghĩ xem là những gì mà cha mẹ các con hướng dẫn nó phù hợp với phép tắc người con đã dạy hay không. À, dạy chúng ta nói này, dạy chúng ta làm, dạy chúng ta suy nghĩ trong tất cả mọi việc. Cha mẹ không ngại phiền hà, luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Cho nên là cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ nhắc nhở có nghĩa là cha mẹ không thích thì phải cẩn thận bỏ. Đấy. Cái điều này là các con phải hết sức cố gắng. Chúng ta trước đây thầy có nói về cái việc hiếu thảo đối với cha mẹ, chưa nói là hiếu thảo cha mẹ chỉ là nuôi ở cái thân cha mẹ thôi, mà nó ở ba phương diện: dưỡng thân cho cha mẹ này, dưỡng tâm cho cha mẹ, để dưỡng trí cho cha mẹ. Đấy. Lúc nào cũng phải khiến cho cha mẹ mình yên tâm vui vẻ, để dưỡng tâm vui vẻ về mình, đúng không nào? Mình lúc nào cũng hiểu chuyện, cha mẹ rất yên tâm về mình. À, rồi chúng ta lại nỗ lực, có lỗi thì sửa, có lỗi thì sửa. Chúng ta có mục tiêu rõ ràng, à, có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta làm người con tốt thì như vậy cha mẹ chúng ta lúc nào cũng rất tự hào. Cho nên là những cái mà thói hư tật xấu trong cái đời sống hiện nay thì nó vô cùng nhiều. À, vô cùng nhiều. Cha mẹ nói các con không nên đụng vào, các con không nên gần, các con không nên làm. Thì chúng ta phải biết đây là cái sự giáo dục rất chuẩn mực.
thì chúng ta phải cẩn thận và bỏ, không được lơ là. Có như thế thì chúng ta mới không uổng phí cái việc học tập này chứ, có đúng không? Chứ không thì mình học tập thế này thì nó quá uổng phí, so với người không học cũng như nhau, đấy, không khác gì đâu. Cái người dũng tức là cái mạnh của người quân tử, cái dũng của bậc quân tử là gì? Có lỗi thì sửa được, đấy. Dám vượt qua cái lỗi của mình có thể vượt qua cái lỗi lầm của mình, có thể sửa lỗi, có thể làm người tốt. Đây chính là dũng, cái dũng của hiền nhân, của bậc hiền nhân quân tử. Mình vượt qua những cái khó khăn để mình vươn lên trong học tập, vươn lên trong công việc. Đây cũng chính là cái dũng của bậc hiền nhân quân tử chúng ta đang học tập. Đấy, thì hôm nay nhân cái câu thơ này, thầy có mấy lời chia sẻ với các con để động viên, giúp các con học tập, cố gắng để làm một người con hiếu thảo, cố gắng để cho cha mẹ chúng ta luôn luôn tin tưởng, an tâm về mình. Đấy chính là cái phước phần trong đời này của các con. Chúng ta phải hết sức cố gắng. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.